format lý của bọn nó print out thấu bì đó lấy gì nè gì mẹ từ để trợ lấy gì nè tàu phim mẹ từ để trợ cô đã khu lao biểu cho mà đấy thì lúc nhớ solution thì lấy gì nè tàu mẹ solution nó thì lúc nhớ thì qua lý gì mà thì cả là nên nè lý hồ chú lấy cả là lý sao bọn nó khắp bà ba thì lúc cả là chỉ lý gì về tàu gì cho mà đấy lúc nhớ solution khá chả rồi thì lúc nhớ thì yếu sai thì câu lâu mà solution lấy gì nè gì để khả mà mình ga mình ở chỗ kia mình nghe lại thì phải mình xịt ở bọn nó lượng nhiều lý tàu thì lúc cả là chỉ lý về tàu gì trên mà đấy nó được khu ở rú hai lý là trên thì mình solution nên lý chơi lý ra bài đấy thì rú ga sẽ rú sao cố sẽ rú lâu về phía phía bọn nó lượng nhiều lý tàu kêu lý ra bài đấy bây giờ thì lượng nhiều đa cố print thông mình solution lên thì ai sẽ lấy ga save as thế ga bọn nó PDF file này save video mà tàu kêu lý ra bài đấy rồi PDF file này save video mà rú ga thì lùm như vậy nó tòa bây giờ print thâu lùi ra đấy print thâu đây khả mà lấy invoice number để mà tru cố thì voucher number để cố lùm như ready thâu thả bị vậy nó ready giải thả bị lùm cho lùi ra vậy đấy rồi tao nhá lì lâu tệ tao nhá ngã lâu tệ lùm như khả năng lì này tru sao bây giờ giải bị vậy đấy lùm như giải chuyện ai phiền thì voucher cho tòa làm như mình xí đầu vậy nó voucher đi cố lấy thì em bây giờ sẽ xí lùi ra đấy bỏ sẽ xí đây nhà mà lấy lùi cố lấy vậy nó đa số lối xí đa cả rồi thì print thâu bì đó lấy gì nè tàu mẹ tụi để trợ bà à cứ qua đó thì computer để mà về bao trái dây bì đó select thâu mẹ tụi để trợ cố mà fashion lấy thì tàu qua mẹ fashion lấy thì cố cái gì bì bà mẹ sau đó thì mà customer này mà gà đó thay dây thay mẹ bọn nó phone này phải mà solution nó mà rồi cả thì zero nine phone này phải thì mà zero nine nhiều lần pan nhiều lần trái zero nine của nhiều lần mình dây trợ cố number lấy của về dây bì đó phone này phải thì về dây bì đó share zero nine của auto pop solution more này mà format của tàu mẹ bọn nó ấy món này mà format cả thì này mà cái này toàn giả được luôn control one này nè cho cái gì cũng tàu lùi ra bài đấy cái stand của dưới mình thì general bọn nó general bây giờ bị solution nó thì cả thì colon trả em á thì tập về colon nó khu trả em á cô giải trên này cái này lý gì vô giải thể lại mẹ bọn nó sẽ bắt được chép vào đấy vì hash key lý của tàu mẹ khi vào sau đấy khá trả rồi thì mà qua phone này bây giờ lấy đạn này xem á zero nine sẽ bảo lý cả tất cả bộ bị đáp chế toàn bộ nó đã có phone number trả bá bây giờ invoice number solution nó đã xem á zero bộ vụ trả invoice number khá trả rồi thì mà giải thêm mấy solution mà cả rồi zero zero one ngàn này bây giờ bây sao sẽ trên này bộ nó thì ní đại trả cố zero zero one này sao trên này bộ là solution trên này bao trả bên sau trả lại số ra cố hiện này của xin lưu giả đấy bọn nó rồi test của dưới mẹ siêu siêu và tài chạy lưu giả tài bọn nó rồi thì xây nghiệp trên này luôn nên nó sẽ phải để số ít nó ở ra liệu tàu lưu giả bà đấy thế cụ trả rồi chủ đề phần trên tàu bà mẹ mình nhá chứ chủ đề viên quyền xa quyền vậy thà số ít ní đại trả liệu thế cụ biểu sẽ làm lưu rồi bọn nó chủ đề trên này mà phải bà đấy bây giờ thì item câu mà solution mà rồi cả thì item câu của mình theo kiểu mà thì nhà lý mà hiện giờ toàn mà còn nó thì nhà lý cả mà rồi thì ta entry tuyến nào cả thì tuyến kia đấy sẽ nhà lý của bây giờ thả bài đấy anh thì mà à cũng lưu ở đây câu gì description gì unit gì selling price gì quản lý của bây qua chú thả bài đấy thả lý của tiếp về lúc bài mình control T ba rồi tiếp về mà thì mà tiếp về hết hết ra mình chỉ chuẩn bị đó ok lâu lại ba mẹ bây giờ thì tiếp về nhà mẹ cũ mà ra tiếp về bên nhà mẹ bên mẹ bọn nó rồi list lưu bị lại ba mẹ thì tiếp về nhà đó bị solution mà ra thì câu câu thì tất khu cũ xây dựng tuyến mẹ bọn nó rồi thì câu cũ xây dựng tuyến mẹ solution thì luôn nhà bỏ lại để chạy mà thì luôn cái lịch chạy thao lại solution selection baby đáp chế toa bà đấy rồi control F3 lego này bây giờ này manager của kho bà mẹ rồi ai thì mà new thì cầu bọn nó ok lại bà mẹ rồi thà lego rafa baby đáp chế toa bì cầu cụ lại rafa baby toa bì thì ông sao lấy mà rồi tiếp theo lấy list rồi ta nên mẹ baby toa bì số rồi chứ
chỉ mà soi nhé lấy cho con là lấy cụ bà để bỏ nó trả lời được xem mà thả gì chỉ mà đấy sau đó chỉ mà item công nghệ mà rồi cả data đấy cả data validation của toàn mới bỏ nó ai thế mà any value của list PM chỉ mà cô bạn ấy nhìn lấy sau đó nhìn nhà chỉ lấy theo của mình bạn ấy nó tu cả câu lý của quá thì thế mà thêm mấy số lại lý thế lại ba mẹ hiện solution mà selection tập đi như chào bọn nó qua câu lý này như vậy cho refer về chú lại mẹ ta số nhé câu này phải đi trả lại bọn nó ta đi câu lớn của ta copy xé trả mẹ ta lý ra bị solution nó sau đó thì mà solution nó mà rồi lookup function tao mới bọn nó lookup bỏ lại bị sau đó ta kỳ lý câu lại mẹ vì lookup thì lookup value mà solution item câu của mà ra ở đây cả tham mấy số liệu ai dám có cú selection bên mình thì bây giờ riêng mà cho nó khu nào đó sẽ nhận bị cái đấy list bọn nó thì bây ta lấy bộ là ví dụ ta kỳ lấy khẩu lại mấy là ví dụ solution thì in và có là index này mà bọn nó ta description á nó bên này có là phía đây đó nó bên này bây giờ true false ra lịch sử đấy rồi đi ra dùng mấy số liệu false của chúng lại mấy bọn nó anh ta lấy khẩu lại mấy rồi thì mà thì lưu lý chào tao mày thì lưu chào tao đấy chạy mà đi thì ai lấy cả thì mà rồi thì ông xả lấy gỗ bọn nó chạy thế lại nó thì mà tụi này bắt tay thế tụi này ta xài để hà lý bỏ lại bọn nó rồi khu nào rồi ai ra phía này ai ra ta trả gỗ quá mà lưu chuyển bọn nó solution thì ai ra gỗ bao gỗ cho gỗ mà rồi cả if ai ra phản xạ tao quá mày rồi if error aku pola bi so tag key le khaw lai ba me if error error phit khe me so lo shin maru ga di ha le ko ba ma ma paw si chin aro comma ta be colon le bo no ara ye win pay lai me so lo shin da ba ma ma paw raw ta ke lo di ma shi de so lo shin no tu a paw de bo no ba ta khu khu shi de so yin no di ma paw de da a sin pye da bi so lo shin maru a ko di lai copy le swe cha lai me da so yin a lo sin pye bi naw daw di ou sa au le mà rồi cả thì anh đi vào control C thì mà rồi à sorry ta escape này chuyển thành mấy bọn nó chuyển hết qua cổ lên nhìn nhá chứ control V thì để mà con lại enter mà rồi 3 vào mấy enter thì mà solution đấy nhìn nhá chứ control V colon index mà cho rồi có biểu mẹ bọn nó ta sau đó alo xin chị ta đi rồi thì ai cầu lớn của ai và ai cố thì nhà khu của bọn nó và cố sẽ trả mẹ thầy thì xây cái gì phiền gì đó cô qua mấy xin show để rồi thì cái đó bây giờ thôi luôn nó ra lý mà bảo bọn nó mấy xin show để rồi luôn chuyện nó ignore error lý của này luôn giải bọn nó thì nào lý của thì chẳng thấy ignore error lý của này lại ta số yên xin bị đau bị, rồi ta xin bị đau bị số yên nên phải bệnh chân nào rồi bọn nó, nên bệnh chân nên này số rồi thì mà xí để số yên thì nên phải cố lên xí mày, rồi mà lúc đó is lang phản xạ của tao mày, rồi thì nhà chứ, oh sorry is lang, thì cái lúc nhà lang chỉ khi mà số xin nó thì bệ qua lên số rồi F15 bọn nó, F15 cả lang chỉ khi mà số xin, số yên mà tụi ba phải đi tham này rồi post phiền này bọn nó đã blank mà phiền quá post phiền này rồi cái khả giả rồi mà ra đi học cố if function này tao mới bọn nó cái if function mà solution này thì cái lỗ if bọn nó thì cái lỗ ở đó gặp blank phiền cái mà solution mà ra cái đi xe mà làm mà bỏ xe chân bọn nó blank mà phiền cái solution nó vẫn bỏ xe chân này anh ta khai lại ba mẹ ở quán phía tòa bị quán phía tòa bị sửa thì ông mà solution nó ta cú ở copy cú lại mẹ anh ta khảo mẹ thì mà solution để thì đại về phía này mẹ ở bên mẹ lưu trên nào cả thì ông xả thì cái lô blank mới phía kẹo solution blank mới phía kẹo solution thì bên mà cả two phía xì trên nào two phía xì trên nào sửa được function này của nên lấy tiền tiền mà bọn nó rồi thì tao nói lại mà quán nhà xì mà cả sao cha mẹ tôi cố selection B mẹ bao lâu mẹ anh đã khảo lại mẹ
đi solution, ta soi đi mama rồi ta chơi vui chơi lại mẹ chú chơi toàn bộ nó. Đi cái fashion đấy về ăn chả rồi. Cái lô blank mà phía kia u solution, blank phía kia mẹ soi mama mà bỏ blank mà phía kia u solution, bỏ cái number của tiếp bao mẹ. Rồi điều sau đi cầu luôn cô, mà rồi cả control D nhé toàn lại mẹ. Lưu nhớ về. Ignore error option này, điều sau đi error lưu nhớ. Thì sẽ lưu option này để trả ignore error này của chú lại mẹ bọn nó. Thả lý ra tòa bị xử lý chính. Thả lý ra này là anh thì mà mà bỏ rõ bỏ nó. Thả lý ra mà bỏ rõ. Ở đó, quên này thì em bảo. Thì mà xử lý chính thì phải lưu phân chính lại xử rõ. Thì xí nâu này. Thì ấu sản này bỏ nó. Dì đăng này ưu nhau lại mẹ. Thì mà xử lý chính lại lưu miếu nhau lại để khả mạ. Ở đó thì mình nhau hoa thì ấu sản này xử lý chính. Thì mà phải lưu xử lý chính lại mẹ. Ở đó thì mà lấy is if error phân chính lại vô. Mà rõ tâu phí hoa mẹ bỏ nó. If error. Rồi kê với mẹ lúc ế ra phía để xử lý xuyên nhé mà rồi cả. Oh, sorry. If ế ra bỏ nó, kê với mẹ ế ra phía kê để xử lý xuyên nhé. Bảo tông lên xử lý, bảo mẹ bị bảo này bỏ nó. Em đã khảo bảo mẹ. Rồi, kê lúc ế ra phía kê để xử lý, bảo mẹ bỏ bảo này. Kali xin chỉ đạo đi xuống nhé. Thì mà era ignore đi xuống lại mẹ. Và xuống nhìn thì là cầu lúc xin bìa bì bọn nó. Cầu lúc xin bìa bì solution thì set to dairy text đi mà. Mà rồi cả formula đi thêm mẹ bọn nó. Ở đó ấy phần xin mẹ thay nhìn thì nào lì mà. Mà rồi ta chạy dạy lại mẹ bọn nó. Ở đó. Thì mà. Mà hụ. Xin nè. Mà hụ xin. Rồi thì mà solution nè. Bọn nó. Anh ta không mấy thì anh ta kỳ lý này bởi tòa mấy solution nó nát xuống bắt đầu à tao sẽ thỏa nát xuống 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 chụp thỏa. Yeah, this thing now. Talk to me. Cái nào đi nữa mà thiếu xả lý thì cúp cho nên cho cô thì mà không nói sao này à cả HCCO02NH bọn nó rồi HCCO02NH cô ta chạy chuyện lại mẹ HCCO02NH nên ta sẽ không nói sao này à bọn nó ta sử dụng tàu vụ thì lưu lý bọn nó rồi thả lý vụ giá bị sửa nhé và mà rồi cả sắp chủ đề cả rồi sẽ mở đấy tôi sẽ thi ấu xa cô thì xem auto xem bọn nó auto xem đi nhé toàn lại vụ giá đấy em đang khảo mẹ thì mà cho nó 5% test cả cho rồi thì sắp chủ đề của má 5% test sao mà bọn nó rồi 5% rồi thì mà solution blue phía đó là rồi trên những dishes này rồi thì trên những dishes này cô chú biết anh nào rồi bà rồi xem cái đấy khám nhiều mà rồi cả dishes này số ra liền cô discount chả bị lại mà bọn nó discount chả bị lại mà khám nhiều mà thì discount quá liền tôm mà rồi thì discount quá thế mà nào cả nào lâu hồ về thì nào lâu xong rồi xíu solution mà rồi discount chả bị vào số ra cô ấy phần xin liền tôm trên này trước right số ra phần xin liền tôm mà bọn nó right right chắc kỳ lý này không mấy thì hình thiếu xa lý bỏ mà bế của thì cái lúc xe cái nén của quá discount charge này xuống nên dạy thế bà là cái nén discount charge này solution nó tâu dạy thế bà cái nén tâu lộ bỏ nó thả lý solution thả xe cái nén thì cái lúc đi ác á thì mà xuống chả cái nén sẽ đoá bị solution tôi sẽ hữu xíu phía đi để trái discount mà một bộ bỏ nó thì lưu nhu lý đi function thể là lưu dạ bà đấy sau đó thì mà xuống nhìn mẹ chứ rồi sắp đồ đèn này thì phải test này của bảo mẹ thì discount của nó mới bỏ nó
အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကိုသူကြတဲ့ငွေက2,500,900နဲ့900ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူရဲ့ကြတဲ့ငွေအဲ့ဒီမှာ discount 80နှုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဟာကအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ discount မပါဘူးဆိုရင်သူအတိုင်းလေးပဲကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အစွန်းအတွက်လေးတွေကိုအစွန်းအတွက်10ခန်းကို discount ဖြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ voucher တဆောင်ကိုလွယ်ကူချုံးမှုစွာဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာလေးကိုပြီးသွားပါပြီ။အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားမှာက voucher တဆောင်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ item code အကွက်နဲ့ဒီ quantity အကွက်နဲ့ကိုပဲပြန်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအကွက်လေးနှစ်ကွက်ကိုမမေ့ရဟောဆိုလို့ရှိရင်မေ့တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အရောက်ရင်းရင်းလေးနဲ့တုံးထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစားရဲ့ဒီတချောင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်တာနော်အကုန်လုံးပြက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည့်ရမှာလည်းဒီနှစ်ခုပဲဖြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလုံးလွယ်လွယ်ကူကူမြင့်မြတ်ဆက်ဆံနဲ့ဖြည့်လို့ရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ invoice နံပါတ်မှာမြေတဲ့ voucher တစားရဲ့ပြီးတိုင်းတော်တော်ပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအားတွေလည်းအကုန်ပြောင်းရမယ်ပေါ့နော်အပေါ်လေးရကြတော့အလုံးပဲလွယ်ကူမြင့်ဆက်စွာနဲ့ voucher တစားကိုရိုက်နိုင်ကြပါစေရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေเนาะနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်